vì lý do cá nhân và mình có công chuyện đột xuất nên không thể làm được buổi livestream vào ngày Chủ nhật 9 tây tháng 4 năm 2023 lúc 14 giờ. Mong tất cả mọi người thông cảm cho mình nhé. Thành thật cáo lỗi cùng tất cả quý vị và các bạn. Mình sẽ làm bù lại vào lần tới. Xin lỗi các bạn rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người.